nên biết Đại Bồ Tát ấy căn tánh cũng chậm chạp, không lanh lợi sáng suốt. Lại nữa, này xá lợi từ, nếu có Đại Bồ Tát mặc dù có thể nhập bốn tịnh lực, có thể nhập bốn vô lượng cũng có thể nhập, bốn định vô sắc cũng có thể tu bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mười lực như lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả. 18 pháp Phật bất cộng nhưng có phương tiện thiện xảo không do thế lực của tịnh lự, vô lượng vô sắc sanh ra chỉ sanh vào thế giới có Phật. Thường gặp như lai ứng tránh đẳng giác không đỉa bát nhã ba la mật đa, trong hiền kiếp nhất định sẽ thành Phật. Lại nữa, này xá lợi tử có đại Bồ Tát, mặc dầu có thể phát sanh bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, lại còn có phương tiện thiện xảo nhưng không thuận theo thế lực của tịnh lự vô lượng vô sắc mà sanh ra nên vẫn sanh trở lại cõi dục hoặc sanh vào đại tộc sát đế lợi, đại tộc bà la môn, đại tộc trưởng giả, đại tộc cư sĩ là vì muốn giáo hóa cho các hữu tình được thành tựu. Lại nữa, này xá lợi tử, có đại Bồ Tát, tuy hiện nhập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, lại còn có phương tiện thiện xảo, nhưng không thuận theo thế lực của tịnh lự vô lượng vô sắc, mà sanh, nên vẫn sanh trở lại cõi dục hoặc trời tứ đại thiên vương chúng.